Anh em ăn bắp thành phố này. Chị có biết có ngon không? Thì thưởng thức thử này. Ngon. Ngon không? Nếp mà. Mà nãy là yêu quét cái gì cho nó béo hả? Nãy yêu là quét cái gì cho nó béo? Hành mỡ. À, hành mỡ quét vào cái bắp này hả? Mỡ ăn cho béo với hành đó. Mà giờ mình chưa quen đấy, nó dính mỡ đầy miệng với hành mà. Ăn ăn như vậy bôi vào nó mềm mềm mà béo béo quá. Anh em đang cà phê thành phố Quy Nhơn vào buổi chiều, đường 3 triệu. Ba triệu với cái gì nhỉ? Đường 3 triệu với 2 Bà Trưng. Tôi giảm chưa? Anh em làm cà phê Sài Gòn. Mời em cà phê nghe. Cà phê nguyên chất Sài Gòn đó. Cái này cà phê nguyên chất chắc. Nguyên chất Sài Gòn. Nguyên chất Sài Gòn nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Quy Nhơn. Thơm mới tốt sức khỏe. Mời làm trái bắp này, mời làm bắp làm cà phê này. Này bán một trái bắp bao nhiêu? 10.000 trái bắp mà. 10.000 trái bắp. Bắp thành phố Quy Nhơn. Nói chung cũng ngon. Bắp cũng ngon. Nếp. Mấy cá của anh gửi cho mày rồi đó, phải không? Mua ở đó đâu? Giờ mấy cái câu luật lại. Không phải là đứa hay đứa. Cái thác có tầm 100 triệu không? Cái xe này có tầm 100 không? Cái đây cũ rồi. Cũ rồi. Đã nha. Anh em dạo phố thành phố Bình Định. Làm một cái bắp, một tô cháo, no cứng luôn.
Đi ăn, ăn cơm có nổi không này? Giờ bụng căng nè. Nó căng rồi. Nãy cái đói đói giờ bụng nó cũng nhấp. Cơm nổi vậy hả? À, sợ ăn cơm nổi. Phải nghĩ nó bớt rồi cơm. À, say quá say luôn. Quá say rồi. Say quá say luôn. Hay say bên đây hả? Xe của đoàn mình đây. Xe mình đi con trâu hả? Xe chuẩn xương. Đây là cơ sở mình đây. Đó, văn phòng. Đặt xuống. Có nhưng mà không có ai ở nhà. Mà khi mà nhỏ đi ra đâu. Rồi. Nên cắt treo. Tầng 4. Thu lĩnh. Tầng 4. Em nha. Máy mới nè. Có thang máy nó kìa rồi. Say quá. À, Ngọc ơi. Mở cửa nè. Này. Say quá. Mát mẻ. Quá, Ngọc đi đâu? Hai Thủ Linh đang đang làm việc. Ai